Nãy con xuống rồi, vợ luôn bình rồi. Bắt ăn nãy giờ làm biếng. Cái rồi bắt cá cái ăn à. Nó la luôn, cậu của nó luôn. Xuống. Kìa, Lắm ơi. Đâu có chìm nổi đâu, nó lợn cợn ở trên không. Ồ, mấy cái dầu dưới bắn cái dầu dễ gì bắt nổi mấy cái bự. Ôi cái chim đen gì mà ai nói có. Bây giờ đem nó vô rộng với các bạn đi nè. Thành quả nãy giờ ướp chỉ là một cái đống trà giữa cái mưa. Mấy con này kéo câu mà kéo là phê luôn á. Quá trời đã luôn à. Cặp ghe lại, chuyển lên bờ đi. Bắt lên chăng ấy rồi. Này đi chăng sao? Tao mới chăng sao. Thả nó vô cái ú rồi đó. Nãy biết cái bụng quá là con đâu. Mụn đâu? Ồ. Cha có mụn đâu vậy? Con này nằm từ khoang này qua tới đầu bên kia luôn nha. Ui có chim nè. Đúng là cá chim đen luôn nè. Con này nó cắn một cái thì thôi rồi. Dạ. Như Kha nói vậy đó. Ủa ghê chưa. Cái này đúng cá chim đen luôn nè. Đen tới mức độ là không có trắng nổi luôn. Ồ con này ngon. Ủa. Đây nè, thấy cái rồ này chưa. Quá trời đã luôn. Đây con nữa. Ôi ôi ôi. Ta tưởng con này mới bự nè. Kìa. Ôi, ôi nó đã chưa. Nè, đây một con nữa. Cái con này là thứ dữ không nha. Nè, chim. Ôi, đây có anh tài tượng này nằm đây nè. Mệt quá, hết dậy nổi à. Nằm vô đây hết biết không. Ôi, ôi. Con này nó đánh lộn dữ lắm đó. Sao mà mình mấy gì đâu mà thẹo dứt gì. Thương đập đầy mình hết trơn. Con này chắc chuyên gia đánh lộn quá. Cái này là chùm xã hội nè. Rồi, hết biết chưa. Mãi đi ông nội ơi. Mẹ mày. Cái xịt của em đây sao xịt. Bây giờ chuyển nó đi nơi khác rộng. Qua đã. Giờ mấy cậu chuyển thay mò vòng vòng rồi. Không cách nào để bắt hết cá vô đây hết. Hồi đấy coi trận chài kéo thôi. Bự với gông quá nhiều. Khó bắt lắm. Cái này đâu bắt được cá lóc với cá chê bự đâu. Cái hầm này mà bắt được mấy con cá lóc với cá chê, con nào con nấy là đáng con nấy luôn á.
Chắc là đúng nổi hai cá. Hai cá thì mua cá gì nè. Quá ngon. Tiếp tục Kha xuống sắp tiếp Kha. Ta đường nhóc quá vậy. Nó lên ghe sao nó cắn được nữa. Cá chim gì mà nó có. Cá bèo. Rồi. Nó trời ơi. Bay đường này nó có gù luôn rồi nè. Nó giống cái chợ hành La Hán rồi nha. Vô được nè. Vô không được. Cái gù của nó nè. Con này có 3-4 kg thôi. Chắc không tới. Còn giữ 4 kg vậy không? Con này không tới. Vô rồi đó chứ không vô. Đảo quá. Đảo quá. Con này nuôi kiển là vô địch thiên hạ nha. Con gì? Hai cái giò luôn hả? Trời ơi. Tao mày. Trời ơi. Hai cái giò mới giữ nè. Đi xuống. Thả vô đây đi anh. Bỏ vô đây nè, đang chống thả theo vô anh. Đẩy này vô chổng đi. Được rồi, vô mà chết. Thả vô nữa. Ôi ôi ôi. Xách chạy chổng đi. Trời ơi. Cá này nàng cá này bỏ vô nó cá nè. Con gì cá? Tương dành một con sơn với ăn uống gì. Quá trời bự. Trời ơi, đẩy vô đi. Ôi. Tới làm cái giò con thả cá bự. Ô. Biết cái này bắt cá mấy bài nó bày ngang nó cũng tính ghé xuống bắt hồi nữa đó. Kéo qua đây, kéo qua đây. Giờ mình theo mẹ chứ cậu nha. Thì bây giờ chỉ cách ốp nó thôi. Ốp từ từ dí bắt nó thôi. Không có cách nào mà Đâu. Khỏe cái giò. Không vô rồi. Quẹ. Rồi. Sao trong này? Không có con gì hết. Nè nha, chuẩn bị nè nha. Nó tông ra một cây sức gãy cái góc bần của nó luôn nè nha. Con cá vô đó. Vô rồi đó. Cá vô đó. Nó nổi hay gì đó. Cá vô. Đâu. Về vô lưới rồi. Rồi hoa trời đói. Tần. Con cá vô đó. Con cá vô. Đâu? Sao con không thấy động tĩnh gì cho vậy? Con cá vô. Chắc cá không bự đâu. Đâu? 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 Cá lội. Chắc không được con nào chứ. Cá vô nhỏ. Không bự lắm. Chụp cái đuôi đi. Tính ra. Bắt khi nào mới hết được cái hầm cá này chạy. Mọi người cứ ốp thứ hai là không thể nào bắt hết luôn. Thì như vậy hãy chạy vô thả trong đi. Wow. Kéo một lưới được hai con luôn. Ôi, hai con hả? Có cái chim đen nè. Một con chim đen nữa. Con nào con mấy bự chỏ không nha. Còn sống còn. Còn. Mình đã bắn á. Còn 5 con. Bắt về bắn bắt vô ấy. Ê gãy gãy. 5 con. Thôi xin cái giò bắn. Chim đen nha. Chim đen là đúng là chim đen luôn nha. Chim này, cá chim này đã chừng 2 năm nó ăn thịt người ta luôn. Ủa, nó đen còn hơn nữa. Cái gì mày? Wow, he he. Ồ, vô đây tự bự kìa. Đây con bắt nó cho. Ồ, qua ôm cá tay tưởng nè. Đây. Con này nó có gu luôn à. Ây cha cha. Quá xa rồi. Ôi nè. Cái nu đó nè. Cá này bự hơn. Rồi sao ôm nổi? Cái tay con không thể nào ôm. Trời ơi. Hồi hồi con nè. Quá đã. Tiếp tục chạy chặn đi Trường. Rồi sao. Có trong đây gì nữa. Nè. Chung vô vòng cũng tự vậy. Dễ vậy. Ở chết thiệt cái gì vậy? Chết thiệt cái gì em cô hả? Gì vậy? Con gì? Con gì? Sao biết cá tre mà vô à? Trời ơi. Quê dạ, cá gô. Cá gô, chà bá kìa. Chập 2 đó các bạn. Dùng cá tự tượng đó kìa. Cá gô bự thì nó hết rồi, nhưng mà có cá tự tượng thì rất là nhiều. Lúc này chỉ bắt được cá tự tượng thôi. Bà nó bước lên. Không thể nào bắt được hết nha. Chịu rồi. Trận được bắt nhiêu bắt thôi à. Đi nè, đẩy không thể nào tác cạn được. Đi. Đi.
Để ra tiếp. Ủa sao dục ốc dục cái ta trưởng lên chân con vậy? Sau khi kéo và mò vòng vòng thì bây giờ mọi người tiếp tục ra chặn cái đống trà nữa. Chứ không có cách nào để bắt hết. Có không? Vậy hồi nó nhát nó chạy tản lạc hết rồi. Nó chạy lạng. Rồi cuốn chạy, dục cuốn chạy em vào đốt bỏ. Không có cuốn. Vô. Cái. Bây giờ làm gì nè? Cái lưới này nhỏ quá. Cái gì hả? Cá bự nó ra ngoài hết rồi. Nó cứ lội khơi khơi, là lưới kéo gần tới thì nó chạy rồi. Cái bự đi, đưa bự lên bờ đi. Đâu? Con gì, con gì, con gì? Cá sấu. Ơi, lưới thưa kìa, lưới dày này sao bắt được cá? Bận không à. Rồi xem mẹ bắt cá đây, xem mẹ bắt cá đây. Hay vậy? Lùa cá lên bờ luôn á. Cá gì mẹ? Qua cá tai tượng đi. Mấy người trên bờ cũng xuống mương luôn đi. Qua lội khơi khơi vậy sao bắt cá được à? Đi nôm mới được chứ. Được chưa? Bây giờ coi thánh nôm cá nha các bạn. Mày nôm cá ra coi coi. Đâu? Chỗ nào, chỗ nào, chỗ nào? Mở nắp vô lặn phải không? Thò cái giò vô có thôi. Nghĩ con cá bự nó ở trong lòng, cái lòng mới lớn nó chịu ngồi yên hả? Ô bên kia kìa. Ôi ôi kìa. Còn bà bánh, bà bánh. Thấy nó lỡ cận nhau nào là binh liền nha. Để xem Thanh Thách hôm nay gặp Thanh bắt cá nha các bạn. Cậu Năm dí vô coi. Dí vô cho nó nộp cái coi. Cái này giống như là cái gì à, Lý Tịnh mà lấy cái gì quên mất tiêu. Cho Úc Tề Hiên vô. Cá vô là làm dữ lắm chứ. Ghê. Nôm cá giặt dính luôn hả? Nào, cho con cá bự với coi. Cá gì dữ vậy? Từ từ. Đi ra lỡ đang chạy về cá vô nó đụng cái chắc xỉu luôn á. Ô đâu chị ơi, cho coi với chị ơi, em chạy xa lắm chị ơi. Trời ơi đã dạ hết sức con cá luôn. Trời ơi có lạ đâu đủ đã quá. Trời ơi. Đi. Được chổng á, cái bọn nó lỡ không được nữa. Quá trời đã luôn nha. Mấy con này thứ dữ nè. Sẵn tiễn xe luôn. Thứ gì sống lâu nem sao nó đen quá vậy? Ê có con cá dầu đốm, có dầu đém hồi nãy nó trắng tươi ha. Chết chưa? Ấy ơi. Cuối cùng thì mình cũng bắt được một con cá cóc nha các bạn. Đấy. Đã chưa? Cá cóc nè.
con này chưa bự lắm. Đã quá. Còn mấy con? Con bự lắm hả? Mua lên đi cậu. Không dễ gì bắt nó, nước này sao bắt hết. Minh mông gì mà một vài con này nôm được nào không chờ cái nôm đi không nổi vậy đó. Lên hồi lên cho tổng kết cái được nhiêu cá nha các bạn, chắc bắt từng được mớ của cái hầm này hả, không cách nào. Bự không nha, chứ cá nhỏ là không có bắt được rồi. Túi đã vậy? Lên em đẩy vô. Ê vậy? Cá lục kiến rồi. Nè. Có ba, cầm cái quần con. Trời ơi, con cá lục kiến kìa. Có đặt. Cá lục kiến á. Cá nện luôn. Ê, có cái quần. Ờ, con cá giò quá. Cá giò bự nhất anh chồng hả? Cá giò bự nãy đem trong xe chứ, trường nó đẩy xe lắm rồi. Con cá này nè. Bự nhất không phải, cá nãy á. Cá nãy bắt cái đây nè. Ừ. Cá nãy chở rồi, chở nằm dài trên xe luôn nè, đang vô luôn rồi. Cá này không phải hám gì, cá kia cho hết dừng sao? Cá này mà câu hết hả? Câu ơi. Cá lôi chắc đã lắm à. We'll be right back.
rồi, chương trình bắt cá của hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy thích video thì hãy nhấn like và subscribe giúp mình nhé. Hôm nay tính là tát cạn để bắt được nhiều cá nhưng mà không thể nào tát cạn được cái ao đó, nó quá trời sâu và nhiều nước đi, nên là chỉ bắt được những con cá bự thôi, chỉ bắt được một mớ thôi, không bắt được hết. Thôi chào tạm biệt mọi người, chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại trong video lần sau nha. Chào tạm biệt.